Xin chào các bác nhá. Hôm nay em lại test con máy để gửi cho khách hàng ấy. Thì em quay lại cái quá trình test ấy. Thì để các bác theo dõi nhá. Thì đây là cái mã máy để em gửi đi này. Có 4 số cuối là 4018 các bác ạ. Đấy, 4018 nhá. Rồi. Để đây năm 2014. Đấy. Thì các bác thấy đây, đây là máy đo bụi cửa gió ra đây. Bụi 2.5. Các bác thấy êm không? Không nghe tiếng gì đúng không ạ? Đấy, máy đang chạy đây. Sờ tay đây biết đang chạy này. Đây là chỗ cửa gió ra này. Nồng độ bụi cửa gió ra. Tức là khoảng 2.5 là khoảng 3 mg u gam microgam ấy trên 1 cm khối. Đấy, chỉ số IQ là 13. Đấy, chuyển sang PM1.0 này là 2. Đấy, gần như là không có bụi các bác nhá. Đây là PM10 này. Đến PM1.0 này. Đấy, chuyển sang PM2.5 này. Đó. Thì đấy là về test máy nhá. Rồi. Tiếp theo là cái này là khoảng 75. Đấy, 79 75. Đấy, trên nhanh anh em thấy là ok rồi, bởi vì cái này bên ngoài, cái này bên trong trong máy. Ok. Về ở trên này thì em đã việt hóa tất cả các nút này. Thì về các bác mở màng mở ra để bóc màng đấy nhá, bóc siêu ra đấy, bóc siêu ra. Còn cái hướng dẫn sử dụng thì các bác bật ở chế độ tự động, hãy chạy 24/24 nhá. Còn bù ẩm thì các bác bấm vào tự động cũng để 24/24 đấy. 2 ngày một lần thì các bác bật ở chế độ turbo. Ủa, cửa gió ra bằng không luôn các bác ạ, mà thấy kinh không? Thì sau đó là bật ở chế độ tự động nhé. Đấy, sau đó để 24/24. Còn cái đèn neon này thì buổi tối các bác đi ngủ thì bác tắt ra đi. Còn ban ngày thì bật nó lên nhé. Đấy, đấy là cái lưu ý quan trọng. Hết nước thì nó sẽ báo đây và báo đằng trước. Hai cái đèn này nó báo lên thì đằng trước nó cũng báo. Hai đèn báo lên thì vệ sinh hai cột hai bên. Và cái khay trimmer ở giữa. Đấy. Thấy con máy này nó giống các cái con máy lọc không khí khác. Nó khác là nó chỉ có thêm mỗi hai cái cột lọc tĩnh điện thôi, lọc điện, lọc bụi mịn. Nên là về nguyên lý cơ bản này thì cái phần lọc bụi bằng hai cái cột này. Đây. Em lấy đại em cột ở ngoài nhé. Hai cái em cũng giải thích qua là cái nguyên lý lọc của cái này để cho các bác tham khảo luôn nhé. Ở đây quay 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 điện thoại như này. Đây các bác ạ, ở bên trong nó có hai cái dây này. Đấy, cái dây này là dây chrome nhé. Đấy. Thì ở đây nó có hai cái điện cực dương và điện cực âm. Khi mà bụi nó đi qua ấy, khi đầu tiên là điện áp giữa hai cái điện cực này là 6.000V. 6.000V. Thì nó làm cho toàn bộ cái cục này nó bị nhiễm điện. Nên là bụi các thể loại lông ấy, lông thú rồi là lông vải các kiểu ấy, thì nó bám ở ngoài. Thế còn bụi nó đi qua cái màng này. Đây, trước khi đi vào thì nó đi qua nó mà. Đây này, các bác nhìn thấy không? Trước khi đi vào thì nó đi qua cái này. Đi qua cái này thì bụi nó sẽ bị những cái hạt bụi nhỏ ấy, thì nó đi bị nhiễm điện. Nhiễm điện dương. Nhiễm điện dương. Sau đó thì là nó tiếp tục đi qua thì nó đi đến cái đoạn này là điện âm. Thì nó bị hút lại ở đây. Nên các bác phải chịu khó vệ sinh nhé. Đây, các bác thấy không? Chỉ có bụi. Đây. Đấy. Thì bụi mịn, bụi cực mịn thì nó sẽ bị hít lại ở đây. Đấy, còn lại bao nhiêu thì nó chui vào màng HEPA. Nên là cái này nó trợ giúp cho cái màng HEPA rất là nhiều. Nó làm cho màng HEPA bền hơn, nó làm cho cái bụi mịn lọc được nhiều hơn. Chính vì thế mà các bác thấy không? Nó mới ra chỉ số ở chỗ cửa kia là không nhỉ? Các bác thấy không? 1.0 là không này, tức là bụi cực mịn nhỏ hơn cả bụi 2.5. Là nó gần như là nó không còn. Nó gần như là nó không còn các bác ạ. Đấy,
Cái bụi này là chỉ có những cái máy mà có cái cảm biến xịn thì mới đo được nhá. Đấy. Chứ kể cả những cái máy đo của Trung Quốc thì cũng không đo được. Đấy. Thì như kiểu Xiaomi với cả EQ ấy, thì nó chỉ có là PM2.5 thôi. Đấy. Thì lý do tại sao mà cái này nó hỗ trợ cho màng HEPA thì các bác em vừa giải thích rồi đấy. Nó rất là hiệu quả các bác ạ. Đấy. Các bác muốn biết nó hiệu quả hay không thì cứ sau 3 tháng mở ra miết một phát tay ở đây mà nó không ra như thế này thì có nghĩa là cái này nó không hoạt động, mà nó hoạt động thì cực kỳ hiệu quả các bác nhé. Thì đấy là cái ý nghĩa của nó. Vì cái bụi này à, là bụi cực mịn thì nằm ở đây, nên là mùa về cái mùa ẩm ướt ấy thì nó hay báo, nó hay báo ở vị trí này này. Thì lý do là nó hay báo là khi mà bụi nó bám vào đây thì không khí nó ẩm ướt thì nó làm thay đổi cái điện dẫn ở đây, nó làm cho cái này nó phóng điện, nó phóng điện thì dẫn đến nó bị chập lại. Đấy, mục đích là nó chỉ là nhiễm điện thôi, nó không sinh ra một chút gì ozone như các bác bảo nhé, không sinh ra nhé, bởi vì là ozone chỉ sinh ra khi mà bị phóng điện thôi, phóng điện tức là có hồ quang điện thì mới sinh ra là ozone, còn cái này nó chỉ là điện tĩnh thôi nhá, nên là không sinh ra. Bởi vì khi cái này nó chập phóng điện thì dẫn đến là bị chập điện, mà chập điện thì cái này nó ngắt luôn, nó báo luôn ở trên này nhá. Đấy, nên là bác nào bảo là sinh ra ozone là không đúng nhá, không sinh ra ozone, chỉ có trimmer bên trong đó thì cũng khi nào có nhiều bụi khóa thì nó sinh ra ozone, thì cái đấy cũng đúng thôi, sinh ra ozone khi mà nhiều vi khuẩn virus thì để khử khuẩn cho nó tốt hơn. Bởi vì khi sinh ra ozone là gì, là khi mà nhiều bụi nhiều bẩn quá thì nó sẽ bị đánh lửa thì sinh ra ozone, nhưng mà cái thực ra là cái khay bé tí kia thì mật độ cái nồng độ nó quá ít các bạn ạ, mà chỉ khi nào bẩn thì nó mới sinh ra, nên nó chuyện bình thường. Đấy, thì đấy là em giải thích cho các bác cái nguyên lý hoạt động của cái khay này ở hai bên nhé. Ừ. Thì để các bác tham khảo, còn đây là em đã test xong cái máy của gửi đến cho khách, các bác thấy không? Đây là ở trong cửa gió nhá. Cửa gió thì nó mới được như này. Đây PM2.5 gần như là không có gì nhá. Nó lọc cực tốt luôn. Đấy, các bác để gần vào đây mới thấy nó chạy này. Chứ còn đứng bên cạnh nhà các bác không xòe tay ở đây á, không biết nó chạy đâu, bởi vì nó cực kỳ êm. Nó cực kỳ êm các bác ạ. Đây em bê cái này ra ngoài. Bê ra ngoài nhá, bê ra ngoài trời này. Bê ra ngoài trời thì các bác sẽ thấy nó sẽ tăng lên. Đó, nó sẽ tăng dần lên. Ừ. Hôm nay là không khí tương đối tốt. Đấy, nó sẽ tăng dần lên. Đó, các bác thấy không? Đây, đợi một lúc nó mới tăng dần lên. Nhưng mà hôm nay là vừa mưa xong thì không khí tương đối nó sạch. Không khí tương đối nó sạch nên là đấy, về cơ bản nó đơn giản như vậy thôi các bạn. Đấy, khi đi vào trong nhà thì nó lại khác hẳn này. Mà nhà em mở toang cửa nhá, test máy mà. Ừ, mà toang cửa thì bắt buộc phải để ở trên cái cửa gió này nó mới chính xác các bạn. Đó, thì đấy là về cách test máy của chúng em thôi. Ừ, nên nó tụt xuống. Đấy thì chỉ có khi nào có cái máy này thì các bác biết được là cái máy này nó có hoạt động hiệu quả hay không nhá. Chứ còn nói thì mua mua máy mua bán máy lọc không khí này nó là niềm tin mà. Như ở đây, đây là có sự chứng minh từ máy thôi. Đó. Nó đang tụt xuống. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ test về cái phần bụi cảm biến nhá. Cảm biến thì em dùng cái vẫn là cái que hương bật lửa. Để đốt cái que hương này lên. Rồi. Em sẽ đốt cái que hương này lên. Và để ở đây để cho nó cảm biến được
cái nồng độ bụi của nó đấy, thì nó sẽ tự tăng tốc lên các bác ạ. Hương này là hương nó không có TPOC nhá, các bác xịt nước hoa vào nó kêu ngay lập tức, các bác nghe thấy không, nó tự tăng tốc lên đấy, nó lại mở công suất lên, mở cái công suất lên. Đó các bác ạ, thì đấy là cái về cơ bản nó rất đơn giản như vậy thôi. Em đã test máy để gửi cho bác, thì tiện giới thiệu luôn cho các bác vài công dụng như vậy. Mỗi lần test máy em sẽ giới thiệu cho các bác một cái công dụng, các bác để ý xem nhé. Đấy, khi mà bụi nó đã về ngưỡng an toàn ấy thì nó sẽ giảm tốc độ, nó sẽ giảm đây này, các bác thấy nó giảm đây không? Đó, rất là giảm rồi. Vì cái máy này nó rất là nhạy nên là chỉ cần rung đưa này thôi là nó đấy, các bác thấy về không rồi, chỗ cửa gió lúc nào cũng sạch. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nha, xin chào các bác. Các bác cần tư vấn về máy lọc không khí thì liên hệ với em nhé. Em số điện thoại em để ở dưới màn hình nhé. Xin chào các bác.